Xin chào các anh em. Trong một clip lần trước thì mình cũng đã có một cái nhận định rằng là nếu mà các anh em nào đào co ấy thì chắc chắn là đến 95% là các anh em sẽ đào cái đồng coin Pi. Và đây là hai cái dự án mà mình nghĩ là trong thời gian vừa rồi đang tạo ra nhiều cái tranh luận trên mạng xã hội nhất. Nhóm đào Pi thì có cái anh em mà đào cả co nữa, nhưng mà số lượng mà chê bai cái đồng co thì trong cái nhóm đào Pi thì cũng khá là nhiều. Ngược lại thì các cái anh em mà đào trong nhóm đào co ấy, thì gần như là như mình nhận định đến 95% là sẽ đào Pi. Thì dĩ nhiên là các anh em sẽ không chê đồng Pi rồi. Anh em sẽ có một cái lập luận là Pi thì chưa biết thế nào, nhưng mà co thì bây giờ đã có giá chính thức rồi. Thì có một cái câu hỏi đặt ra giờ với những anh em mà đã có co sẵn có ở trong ví MetaMask sau khi mà được list trên các cái sàn vào ngày mùng 10 tháng 2 vừa rồi đấy. Mùng 8 đấy. Thì có lẽ rằng là với cái giá co cũng không làm các anh em cảm thấy được như kỳ vọng. Thì các anh em lại muốn swap từ đồng co sang đồng Pi với cái tỷ lệ cái race là một co lấy 10 Pi đấy. Thì không biết là các anh em có hứng thú hay không, chứ mình nghĩ thì đổi co lấy Pi thì bây giờ thì thực sự là cũng giá là cũng khá là khập khiễng. Nếu mà các anh em đào Pi kỳ vọng vào một cái giá trị của Pi nó rất là lớn hơn so với lại giá trị của co xuất hiện trên các sàn thời gian vừa rồi, thì mình nghĩ với cái thông tin như thế này thì cũng rất là khó để cho cái bạn mà đang muốn đổi co lấy Pi như thế này với cái rate khá là khập khiễng như vậy. Thật sự đối với mình thì cái quan điểm mà với cái tỷ lệ rate đổi như mà bạn này mong muốn ấy, thì mình nghĩ là cũng rất là khó. 7 pi 10 pi lấy một co đó, rất là khó. Vì nếu như mình lấy ví dụ để so sánh thôi, giá pi chợ đen bây giờ đang là 7 đến 8 nghìn, cứ cho 8 nghìn thì nó được giá đi. 10 pi là 80 nghìn, 10 pi 80 nghìn, nếu mà so với một co bây giờ là $3 thì nó cũng chỉ bạn này thì nghe chừng tính cái rate này nó cũng khá là sát với lại cái thị trường chợ đen, giá chợ đen của pi. Một co bây giờ nó chỉ loanh quanh vào là $3 đến $4 đấy, nhân lên thì cứ cho được $4 đi mà cũng lại rơi vào tầm loanh quanh là 80 nghìn đó. Thì nhưng mà mình nghĩ thì số lượng người đồng ý với lại cái kèo trao đổi này cũng không nhiều đâu. Lúc trước mình có nói swap, nhưng thực ra thì không có một cái công cụ nào để swap. Đây là các bạn chỉ đổi ngang thôi, nghĩa là chuyển Pi vào ví của cái bạn có co này, rồi bạn có co lại chuyển ngược lại vào cái ví MetaMask của bạn mà đang có Pi. Đó thì không biết là anh em quan điểm như nào, chứ thực sự mình nghĩ thì bạn ấy có 7 co thì giữ lấy mà dùng, chứ cần gì phải đổi sang Pi. Co thì bây giờ thì các bạn có thể đổi ra tiền mặt được ngay, chứ Pi thì chưa đâu. Pi phải chờ vào hệ sinh thái. Nhưng mà nếu mà theo cái thông tin trao đổi này thì mình nghĩ là bạn này sẽ được lợi. Bởi vì sao? Bởi vì co hiện tại thì hệ sinh thái chưa phát triển, nhưng mà Pi thì hệ sinh thái đang dần phát triển một cách rất là mạnh mẽ rồi. Chỉ chờ sau cái cuộc thi hackathon tháng này thôi là mọi thứ, những cái ứng dụng mà có thể được sử dụng Pi nó sẽ dần dần được hình thành, và có lẽ sẽ sớm mainnet trong độ vài ba tháng nữa thôi. Đó thì biết đâu thương vụ này mà bạn này có tìm được người đồng ý trao đổi thì bạn ấy lại là người lợi. Vì nếu mà có người trao đổi thôi, chứ còn nếu mà không ai trao đổi thì không ăn thua các bạn ạ. Đấy, nếu mà có được người đồng ý đổi thì 7 co đến tận 70 pi thì là quá hời cho cái bạn này rồi. Đó là cái quan điểm của mình, còn không biết các bạn ý kiến như thế nào về cái thương vụ này, có thể để lại dưới phần bình luận để chúng mình cùng trao đổi nhá.